Sau 2 ngày tranh tài để lửa, vòng loại khu vực Hàn Quốc đã tìm ra những cái tên cuối cùng để vào chung kết thế giới 2021 trong số 3 đội tuyển Noxy Red Force, Lisabok và Hangwala Esports. Thật bất ngờ khi đội bị đánh giá thấp nhất lại là đội có màn trình diễn xuất sắc nhất. Nhưng khoan vội nhắc tới người cuối cùng, chúng ta hãy đi từ trên xuống dưới đã nhé. Cái tên đầu tiên cũng là đương kim vô địch của LCK mùa hè năm 2021, Đảng Won Kia sẽ là đầu tàu của khu vực Hàn Quốc trong kỳ chung kết thế giới sắp tới đây. Mặc dù gặp đôi chút khó khăn trong giai đoạn đầu mùa, thế nhưng bằng bản lĩnh của những nhà đương kim vô địch, DK đã nhanh chóng quay trở lại vô cùng ấn tượng ở giai đoạn cuối. Chiến thắng tương đối áp đảo sau 4 ván đấu trước T1 trong trận chung kết đã giúp cho Showmaker cùng đồng đội có lần thứ 3 liên tiếp đăng quang tại giải đấu cao nhất của Liên minh huyền thoại Hàn Quốc. Và quan trọng hơn hết là tấm vé với tư cách là hạt giống số 1 đến với chung kết thế giới 2021. Bước đầu tiên trên con đường bảo vệ ngôi vương thế giới của họ. Hết và đó là cú quét sạch dành cho các thành viên T1. T1 đã đầu tư quá nhiều vào tình huống ăn linh hồn trong lửa và bây giờ họ đang đứng trước nguy cơ phải nói lời tạm biệt với chức vô địch của LCK mùa hè năm 2021 này. Với sự tự tin của Showmaker, anh ta sẵn sàng tốc tiến và biến ảnh vào giữa đội hình của T1 để có thể tung ra sát thương dứt điểm. Mùa lợi Baron vẫn còn và họ vẫn còn với BDK vẫn còn lại 3 nguồn sát thương. Tôi nghĩ rằng họ đã có đủ sức để có thể đem về chức vô địch cho mình rồi. Tỷ số của trận chung kết này có thể sẽ dừng lại ở con số 3-1. Và DK đã ngửi thấy mùi máu, họ đã ngửi thấy chức vô địch và không còn gì có thể cản bước được họ được nữa. Chỉ cần đánh nhà, DK là nhà vô địch LCK mùa hè 2021. Cái tên thứ hai trong danh sách của chúng ta ngày hôm nay là Genji Esports. Tập thể luôn tìm được điểm đến với sân chơi hàng đầu thế giới qua từng mùa giải bằng sự chắc chắn và ổn định. Có thể không mãnh liệt và thăng hoa như DK, không ồn ào như T1, không đem đến nhiều sự bất ngờ và kịch tính như phần còn lại mà LCK đang trình diễn. Ở Genji Esports, tôn chỉ ổn định và vững chắc luôn được đặt lên hàng đầu. Venyi ở LCK mùa xuân, đứng thứ hai sau giai đoạn vòng bảng, mặc dù có đôi chút chệch choạc ở nửa sau của mùa giải. Nhưng Ruler và đồng đội vẫn tích đủ điểm du đấu để chờ đợi điều kiện đủ, đó là chức vô địch của Đảng Won Kia để nghiễm nhiên trở thành hạt giống số 2 của khu vực Hàn Quốc đến với chung kết thế giới sắp tới. Dịch chuyển đến từ Gori cũng đã được dùng ở khung cánh trên. Tốc độ ăn là quá nhanh, Phoenix băng thẳng xuống nhưng ta không cướp được Baron. Baron lại thuộc về cho Ruler. Độ lông cước đưa ra, Phoenix có khổng lồ hóa. Anh ta mất máu hơi nhiều và anh ta chưa hỏng được ai cả. Rascal đã hỏng thành con Phoenix. Một chấm máu nhưng Link vẫn đang sống sót. Và đó là cú double kill dành cho Rascal. Anh ta có triple kill, anh ta có thêm mạng nữa hay không đây? Không rồi. Đó là mạng dành cho Ruler. Tình huống dịch chuyển bóng đầu để tấn công vào Đốc Đam đến từ vị trí của Rascal. Góc mò của Đốc Đam liệu rằng có chạy được hay không khi anh ta đang cố gắng thả diều vị trí Rascal sát thương rất nhiều. Nhưng đó là không đủ. Đó là quad ra kill không chính thức dành cho đường trên của Genji. Họ đang có định đẩy thẳng vào khu đường giữa. Và đó thực sự là một tình huống ăn Baron thành công dành cho Genji với một lượng của lợi Baron là con số 4. Cộng với đó là một cú quét sạch. Họ đang tìm kiếm một cú endgame. Đó là một tình huống endgame đến phía của Genji rồi. Cái tên thứ ba cũng là cái tên gây ồn ào nhất giai đoạn mùa hè vừa qua, T1. Sự ồn ào của T1 không chỉ đến bởi việc họ sa thải huấn luyện viên giữa dòng, mà còn là bởi những gì mà họ thể hiện sau đó thực sự làm chúng ta kính nể. Những xáo trộn là điều không phải bàn cãi, nhưng sau tất cả, Faker và T1 vẫn biết cách chứng tỏ mình đặc biệt như thế nào ở giải đấu này. Kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ tư trụ cuộc, chạm trán Lisabok ở vòng 1 playoff, đối thủ đã gây ra quá nhiều khó dễ cho họ ở những lần đụng độ gần nhất. Thế nhưng bằng kinh nghiệm và đẳng cấp khác biệt trong những kèo đấu BO5, T1 vẫn biết cách hủy diệt đối thủ khó chịu của mình với tỷ số 3-0 áp đảo nhờ sự trở lại của Teddy. Ở bên trong dẫn lối đang là rất nhiều vào người Caria. Lệnh sóng ngầm đưa ra tham mình tốt đến Faker. T1 có thêm mạng của họ tràn lên tìm kiếm Proko. Proko yếu bóng người đâm xuống là Prince. Xạ thủ của Lisbon vừa phải lên bàn điểm số và T1 đang tìm kiếm đợt đẩy xuống khu cánh dưới đối phương. Tiếp đà hưng phấn, Teddy tiếp tục tỏa sáng để đưa T1 đến với trận chung kết sau khi đánh bại Genji Esports với tỷ số 3-1 ở vòng 2. Chính thức đưa T1 trở lại đấu trường quốc tế sau 2 năm chờ đợi. Bóng tránh những cái pha bắn tới từ vị trí của Teddy đã bị mất đi. Và T1 vẫn đang muốn gây sức ép của giữa sáng thường là quá lớn tới từ Teddy. Ruler không chịu được và anh ta bắt buộc phải lùi về. Chẳng mở được kích hoạt nhưng nó lại chú vào Olaf cùng với Alistar. Họ sống chết quá đẹp bắt tới từ Kenneth trong tay của Kana và Teddy bắn nét trong tình huống này. Teddy cố gắng làm một thứ gì đó nhưng anh ta không thể làm được gì cả. Rascal cũng tương tự như vậy mà thôi. Và đây rồi sẽ là chiến thắng dành cho T1 cùng với tấm vé đến với chung kết thế giới 2021. Mặc dù thua trong trận chung kết trước một DK quá hùng mạnh ở thời điểm hiện tại, nhưng với một đội hình trẻ trung, được dẫn dắt bởi một người đã quá quen với những áp lực, chắc hẳn những đối thủ sắp tới phải đối mặt với T1 sẽ vẫn phải có những sự dè chừng nhất định với đội tuyển này.
Cái tên cuối cùng xuất hiện trong danh sách của chúng ta một cách rất bất ngờ. Lenovo bị đánh giá thấp nhất tại vòng loại khu vực Hàn Quốc, hay còn lại eSports. Với thành tích chỉ xếp thứ 8 sau giai đoạn vòng bảng, chuỗi trận tệ hại đẩy hai quả lại eSports vào tình cảnh phải bắt đầu vòng loại khu vực từ ngay vòng đấu đầu tiên với đối thủ là Lisabok, đội xếp thứ 5 sau vòng bảng. Thế nhưng, với sự xuất sắc như thường lệ của Chovy và đặc biệt là màn quay trở lại của Dev, mọi thứ bỗng trở nên thật thuận lợi cho đoàn quân áo trắng. Và cân ba trong pha này, Baron vẫn dành cho bên phía của Lisabok. Dev có được một mạng của Summit Robo ấn tượng của công với như ta vẫn phải lên bảng đánh số triple kill dành cho Dev. Quadra kill dành cho Dev. Quadra kill. Lisabok họ có được Baron nhưng họ mất đến 4 người và đó là 4 điểm bóng liên tiếp rơi vào tay xạ thủ Manolai. Bước vào trận đấu quyết định với NOC Red Fox, đội tuyển đứng thứ 3 sau giai đoạn vòng bảng, sở hữu hai người chưa lọt vào đội hình tiêu biểu của LCK là Peanut và Doc Dam, cùng MVP của vòng bảng là Guri. Mọi thứ tưởng chừng như sẽ rất khó khăn dành cho Hanwha Lite eSports. Thế nhưng, vẫn là Chovy cùng sự trở lại của Dev khiến cho mọi thứ trở nên quá đỗi dễ dàng dành cho Hanwha Lite. Trong bối cảnh NOC Red Fox thật sự không còn là họ của vòng bảng nữa, chiến thắng 3-0 nhẹ nhàng cùng tấm vé đến với chung kết thế giới 2021 dành cho Hanwha Lite eSports một cách vô cùng xứng đáng. Liên tục thái dương hạ sản tục giả thánh tẩy ngay lập tức tới từ sản tục bên phía Hanwha Lite eSports. Ê, võ siêu hùng giả chế đang xuống để bảo kê và biến mất tới từ Gori sau cú siêu hùng vừa rồi của Chovy. Rick cố gắng bọc khẩu nhưng lại thêm một lần nữa anh ta bị hóa hình và hóa cọc liên tục thế này thì thở kiểu gì đây Rick ơi, nằm xuống mà thôi. 3 điểm hạ khúc dành cho thành viên bên phía Hanwha Lite và họ đang không muốn dừng lại, Độc Đam lần mục tiêu khi dịch tôi hậu thử. Điểm mà khúc thứ tư đã có dành cho Hanwha eSports và tấm vé đến với chung kết thế giới 2021 đang mở rộng trước mắt Chovy cùng với Dev và đồng đội. Một trụ bảo vệ nhà chính sẽ có dành cho Hanwha Lite, hai trụ bảo vệ nhà chính đã có và họ chính thức đến với chung kết thế giới 2021. Bốn cái tên, bốn số phận khác nhau ở giai đoạn mùa hè, nhưng họ cũng có một điểm chung là sự nỗ lực không biết mệt mỏi cuối cùng cũng được tưởng thưởng một cách xứng đáng. Hãy cùng hy vọng vào những cái tên mà LCK đang sở hữu hướng tới chung kết thế giới 2021 sắp tới với mục tiêu bảo vệ ngôi vương Liên minh huyền thoại thế giới của khu vực Hàn Quốc.